Opal Riverside được mệnh danh là ngọc sáng bên sông. Hệ thống nhôm kính của C&D Aluminum Glass trong dự án Opal Riverside không chỉ làm tăng thêm giá trị kết cấu hình khối cao cấp của tòa tháp đôi, mà còn làm tăng yếu tố thẩm mỹ, góp phần đa dạng hóa kiến trúc thiết kế hiện đại. Opal Riverside gồm hai tòa tháp cao 19 tầng với hơn 600 căn hộ. Những căn hộ cao cấp được trang bị nội thất nhôm kính chất lượng cao, để lại ấn tượng ngay lần đầu chạm mắt. Hệ thống nhôm kính, vách kính, mặt dựng của tòa chung cư cao cấp. Cửa đi, cửa sổ bật lấy thoáng tối đa, lan can nhôm tinh tế. Cảnh quan xung quanh căn hộ Opal Riverside đều có sự hòa hợp với thiên nhiên để đón nhận những điều kiện phong thủy tốt. Tất cả hài hòa, tạo nét sang trọng cho căn hộ cao cấp, đồng thời giúp cho gia chủ tận hưởng thiên nhiên trong lành ngay trong căn hộ của mình, mang lại cảm giác cuộc sống thư thái, an nhiên.